Đấy. Quá đẹp nha các bác. Một cặp V30 Gold của Tăng Noi. Dòng loa quý tộc với chất âm cực kỳ là tuyệt vời, rất nổi tiếng cả thế giới. Thì Tăng Noi thì luôn được anh em săn đón chơi. Với cặp V30 này thì các bác chơi phòng 35m² nó lại là vô tư. Nghi hai trưng bày đẹp, nó tạo thêm một cái đẳng cấp của cái phòng nghe nhạc của các bác lên nha. Một thiết kế và cũng như cái mèo, phối mèo đặc trưng của dòng nhà Tăng Noi nha. Cặp này thì em đang giao là 12.500.000, sau đây mời các bác cùng xem chi tiết nha. Vâng, xin chào các bác nha. Trước mắt các bác là một cặp loa Tăng Noi nha bác, hàng Noi nha. Một model rất là hot luôn, là phiên bản nâng cấp của V20 Gold. Và đây là cặp V30 Gold em mới cập bến. Và cách đây cũng một tuần em có về một cặp và giao cho bác Đà Nẵng rồi. Và hiện tại em về thêm một cặp nữa. Tổng là em mua bên Nhật là được hai cặp các bác. Đây là những cặp này về từ thị trường Nhật nha các bác. Giá nó mới tốt nha, tại vì giờ đồng yên nó giá rẻ các bác, nên là những cặp này về giá tốt, chứ mua bên thị trường Mỹ là giá nó khá là cao. Đây em mời các bác cùng xem nha, e canh nó đẹp xuất sắc luôn này. V30 Gold, hàng Noi của An Lan nha các bác. Cặp này e canh đẹp hơn cặp trước luôn các bác. Giá em vẫn giao là 12.500.000 nha các bác, 12.500.000. Rất là nhiều bác mua những cặp này phải giá là 13-14 triệu các bác, 13.5-14 triệu trở lên. Giờ đồng yên Nhật nó giá nó yêu, và những cặp này em về giá không qua không trung gian, có giá rất là thơm. 12.500.000 là các bác sở hữu một cặp V30 Gold rồi. Đây các bác, 12.500.000 chiến khoán đủ thì em sẽ bớt 200, còn 12.300.000 nha. Còn cọc tiền các bác cọc giúp em khoảng 1 triệu trở lên, cọc tiền thì vẫn giá 12.500.000 nha các bác. Cọc 1 triệu trở lên, còn bao nhiêu tiền em ship hàng, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Lo thì lo bên Nhật về thì các bác yên tâm, tất cả em bao zin đã được kiểm tra rồi, và cơ bản nó mới, nó đẹp xuất sắc, nó nguyên mộc nha các bác. Đúng cặp series, đúng series luôn. Series con này là 810079 thần tài đó các bác. 810000 thần tài này, một cặp loa Tăng Noi M V30 Gold thần tài. Đây là đúng cặp loa Tăng Noi đúng chuẩn thần tài cho các bác mình sưu tầm chơi luôn. Vừa có cái số series rất tuyệt vời luôn, 810079 nha. Rồi mở e-can ra để các bác cùng xem tuyến loa. Đây là những dòng loa kiền gold nha bác, kiền vàng gọi là gold. Càng zin đẹp ngắt ngay luôn, còn nguyên vết khâu. Đấy, nó là sử dụng cấu hình là bát ha 20 mà đo hết là 23 cm đấy các bác. Loa châu Âu mà bát 20 trở lên là giữ vàng rồi. Đấy, cấu hình của nó là kiền gold, kiền vàng. Tuyến loa này các bác đẹp mút mùa luôn, nguyên mọc hết nha các bác. Nguyên mọc bát này, các bác nhìn kiền bên trong nó cũng là vàng luôn nha. Hay là râu của nó là vàng nha các bác. Cặp nào cũng vậy, nó được làm thủ công. Gân cũng là gân zin nha, gân của su zin của nó. Nó không có mộc nha các bác. Đấy, thùng gỗ lạng đẹp tuyệt vời nha. Vâng, em chào các bác. Em lên một con ông ly rất là hot của hãng Lukman, đó là con Lukman L80V. Nó là được đề mệnh danh là huyền thoại âm sắc ở của Lukman ở phân khúc mà gần 20 nha các bác. Hiện tại giờ những con này giá nó cực kỳ tốt trong giới audio. Thì một năm trước thì hoặc là những năm trước thì những con này nó ngoài 20 hết nha các bác. Giờ đồng yên nó rẻ xuống rồi, đồng yên rẻ xuống, nên là những con này hiện tại giá em đang giao những con nó đẹp cứng như thế này, giá là giao là 18.500.000 nha, bao gồm phí ship một con Lukman 80V. Cực kỳ hay, đáng chơi luôn nha các bác. 80V đánh tiếng rất là hay, đánh cả những dòng bass 40 như là Tăng Noi Eden nó đánh rất là tốt. Tiếng bass thon gọn và giải âm rất ngọt ngào từ ba giải. 18.500.000 bao gồm phí ship Lukman L80V. Rồi, sau đây em mời các bác xem luôn. Con này là con bản kỷ niệm 50 năm nha. Bản kỷ niệm nha, không phải bản thường đâu. Em bán giá rất là yêu thương luôn. Bác nào mình chốt thì mình lấy nha. Một con duy nhất thôi, con bản kỷ niệm 50 năm. Các bác ở xa thì mình có thể cọc tiền, cọc thì cọc 10% trở lên, đâu đó khoảng 1.5-2 triệu nha. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 trực tiếp vào sản phẩm, là còn 18.300.000 nếu chuyển khoản đủ luôn. Còn cọc tiền thì vẫn giá là 18.500.000. Cọc thì các bác cọc giúp em khoảng 1.5 triệu trở lên nha. Máy thì em bao zin chưa qua tay sử dụng người Việt Nam nha bác. Các bác là người sử dụng những con này đầu tiên. Các bác nhìn cái chắc máy này. Đấy, từ ốc ác này. Thùng vách thì có công bằng rồi. Cái đó thì bên em sẽ là tuyển hàng cho các bác kỹ lưỡng rồi.
Seri là 2403. Hai cầu loa mới kem, chạy bốn con sò sắc nét rất là hay và cực kỳ mạnh. Nói chung tất cả dòng loa nghe nhạc em đo đều đánh tốt, tiếng bass thon gọn đặc trưng của dòng 80V, gọn gàng, thể hiện tốt ở ba dải và chất tiếng âm thanh ra rất là ngọt nha, nó dịu. Và đặc biệt con 80V nó sẽ có âm thanh nổi lo nét nha, nên các bác mình ghép lo nó cũng dễ nữa. Lực đánh tốt, mấy em mới khen không? Nhìn nấm nút này không? Đấy, bản kỷ niệm 50 năm nha. Nhìn nấm này không? Về chưa? Tổng quan phía trên này đẹp không điểm trừ. Nó đi vào nội thất bên trong để các bác cùng xem được cái độ đẹp của con máy nó đạt ở mức như thế nào nữa nha. Còn phía ngoài là nó 10 điểm rồi, đi bên trong 10 điểm nữa là hết bài. Đây các bác, bên trong của 80V. Đây là phần rề. 80V họ thiết kế rất là hay các bác, đâu ra đó, nhìn vào là biết ngay luôn là phần công suất nó nằm ở đâu và mạch âm sắc đấy, đâu ra đó hết. Phần nguồn, phần mạch âm sắc đấy. Phần sò công suất là nó chạy sò nét bản cao nhất, đỏ đen. 80V thì thiết kế đơn giản thôi, nhưng mà âm thanh nó không bao giờ đơn giản đâu các bác. Nhiều con cả 30-40kg nghe không lại đâu nha. Nói chung là không có ham to nha các bác, nghe chắc thôi. Mình chơi là chơi cái chất lượng. Lúc man thì nó không có rườm rà trong việc thiết kế đâu nha. Mới ken nha các bác, đục mới ken luôn. Lúc man L80V bản kỷ niệm 50 năm. Em Chiến đang giao cho các bác là 18.500.000 bao gồm phí ship nha. Bác nào lấy con này là bản kỷ niệm về các bác sưu tầm chơi. Về âm thanh 80V nó nổi tiếng rồi các bác. Các bác nên phải hiểu là nó không phải vì đâu mà nó lại có cái biệt danh là huyền thoại âm sắc đấy, ở cùng 80V. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Lên keng luôn nha.